Man name, okay, man name, urban hustler. Anything I do, I dey shake out. Oh, where is that? Nothing there. Nothing there. We are coming. I believe then a man now, maybe one different woman, but all of them now. Việt Nam hả? Đa phần người châu Phi người ta còn chưa có cái nhìn cởi mở về giới tính thứ ba. Ngay cả ông Cạp luôn, ổng cũng lên án dữ dội lắm. Thậm chí là có một chị diễn viên chuyển giới từ nam qua nữ, bây giờ rất là nổi tiếng ở đây luôn, giàu dữ lắm luôn, nhưng mà cộng đồng mạng người ta cũng ném đá ầm ầm, mặc dù cái chị đó lâu lâu cũng lên mạng cũng quăng tiền cho thiên hạ. Người ta chỉ nói ngọt ngào lúc đó thôi, nhưng mà sau lưng người ta lại cười nhạo đường này kia. Đây là lần đầu tiên mà Mẹ Nhím nhìn thấy những cái người như thế này, người ta ở ngoài đường như thế này. Chứ thường thường từ đó giờ 5 năm là Mẹ Nhím chưa từng thấy dù bất cứ nơi nào. Riêng Mẹ Nhím thì em không có ác cảm hay là thiện cảm gì cả. Người ta có cuộc sống của người ta, mình có cuộc sống của mình. Người ta đâu có ăn của ông của nội mình đâu mà mình phải ác cảm với người ta, đúng không? Mà cũng là trời ban cho người ta như vậy thôi. Em đang nấu chè đậu xanh mà không có khổ tay, thành ra là em lấy cái nấm mèo của chị Hoàng Hiền gửi á. Giờ bắt ông Cạp ổng lột dừa để cho nó đủ combo. Mà không có điện, chắc em sẽ bào dừa nhỏ nhỏ bỏ vô. Mình quất vô hành. Ôi, rồi xong. Hồi ơi, cái ông này chặt cái vườn sao mà nó. Hồi ơi, rinh đi. Rinh đi. Hồi ơi. Chặt cái vườn mà bể cái vườn làm hai. You rinh gà rê. Let you try us now because we are going to eat this one now. You eat that and we eat together. Maybe you like this one. Chè đậu xanh. Cái này mà em không có cái gì gọi là kỹ năng gì trơn á. Cứ nấu đậu xanh cho nó nở ra trước, xong rồi mình bỏ đường cát với cái cọng nấm mèo á vô. Rồi dừa bào mỏng. Cái này mà không có cái bàn bào của má Nhật Thu là đổ nợ luôn. Xong, đây là đi chè đậu xanh, khổ tay, dừa bào. Đơn giản như thôi, mà thèm dữ lắm luôn đó. Bây giờ mới có thời gian nấu ăn. Đây là cái món mới. Trước khi cho ăn là Mỹ sẽ thử coi mấy ông này có ăn được không, để lát nó làm trận làm thưởng mất công mình mang bực. Can you eat them? It's sweet ba? I have drink cup, let me put for you. Có bộ có lý, có lý. Chịu rồi, chịu đen. Đây là ly chè đậu xanh của Mẹ Nhím. Cố gắng hết sức làm được tới đây thôi. Nhà mình ai chê chê chứ bên này mà có ăn như thế quý lắm luôn ạ. Không lẫn vào đâu được. Mùi vị Việt Nam không lẫn vào đâu được. Không đu đu cả. Do you eat that vegetable, that black black something? You hear me? I know man, I want it. Oh, I want it. It's good for body. You put sugar too, huh? Em không biết có ai từng dùng cái nấm mèo để
thay thế cho khổ tay chưa. Nhưng thật sự nó cũng rất là ngon, nó cũng giòn y như khổ tay chứ không có khác gì hết trơn luôn. Không biết ăn vô có sao không. Kể nấu chín rồi thì chắc không sao đâu. Tuy là không có nước cốt dừa nhưng mà cái dừa mình bào nhuyễn như thế mình bỏ vô ăn cũng 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 giống như là nước cốt dừa, thật sự là ngon hơn, em cảm thấy vậy. Nó không có cái vị ngấy của nước cốt dừa, nó béo vừa đủ, rất là ngon. Ai mà dễ ăn á có thể làm thử ăn, thấy cũng rất là ngon á. Theo em cảm nhận á, nếu mà ở Việt Nam mà người ta bán như thế này thì em ăn em cũng không có chê. Mà đừng nghe em nghe. Em ăn tạp dữ lắm. Ông Út ăn thử. How fun à? Son. Yo yo. It's sweet. It's sweet, yo. No, I've eaten one. Just this. You answer now. It's sweet. It's sweet. They're asking you. Tina Malam, it's sweet. Why you do feel like that? Huh? You do feel like that? You collect it back, go. Huh? Who do you anything? You bảo rằng you don't see your. Cúc phối phối giữa eat, giữa don't want to eat, giữa do phê gai gai. I will do video for you bảo trang see now, see how you're doing bad boy now. I be do. Do do it is sweet ba? Yo, how fun now, this one sweet. This one is sweet, yes. What? This is sweet. Ăn xí giữa đu gai gai rồi. À ha. Đây xí giữa đu gai có lấy thịt bạc. I be sweet or not? Nó giận á, nó giận tại vì ông đu với mẹ nhím ăn trước. Nó đi kiếm cái ghế nó ngồi, thành ra là nó ăn sao, cái nó giận cái mặt chầm chầm vậy đó. Hồi nãy em ăn dụng một ly khi mà ổng chưa có đập dừa xong. À, bây giờ em dứt hết một ly nữa là hai ly là đuối luôn rồi á. Công nhận ngon thiệt. Dễ vô hâu vào nè. Ở hâu vào. Have you eat finish? Giờ mét gì bảo rằng cái bài đặt thư tỉnh lên rồi đó. Ông Út quầy ổng lém lĩnh dữ lắm. Do eat finish already? Ôi ơi. It's sweet too much ba. Rồi nóng về mà ăn một ly chè đậu xanh nó đã hen mà không có nước đá để vô nó hết sảy hen. Mà thôi đỡ tạm vậy cũng quá mừng rồi. Cái này là toàn là quà từ Việt Nam gửi qua chứ nếu mà không có mấy chị ở Việt Nam là tới Đầm Heo em cũng không có ly chè để ăn. Đừng nói tới đòi hỏi thêm gì. And you sure you know eat that food with us? Somebody cannot eat can eat on whole Vietnam food but cannot eat that Thai. Our eye not really chop now. Somebody my eye don't want never chop. Somebody here sugar also because that one confirmed sugar. All of him the sugar like how you ring Gary. Put too much sugar. You see that's in four sugar I put inside. That means the thing can go well. Only that the sugar will too sweet. I know. They said that's in the sweet food. That is no. Why I see your face. Your face here. No like, but eat and you eat and like no tomorrow. Now only bean and sugar now. Then go sweeter. Oi oi. Yeah, ông uống sữa Milo với ăn bánh mì. Chứ không ăn chè được. No, in the night I will eat it with that in again. I never full. I eat 3 cup. 3 cup sugar. See how I sit here cannot move, you know now. I will go with water for garden, but cannot move. You know your body is not fresh now. Now. Eat Vietnam food. My body is not like Vietnam woman. At my basa body now. Don't worry, small time you see on this vegetable come out enough now you will have. No, this rainy season our farm will do.
Me even will not eat meat again. I will eat the white. No, not only meat, food. We will not eat food again. Don't push it. Just make sure you are brushing your teeth every morning. You know, that time he found that him near phone. It's off. But this one now is aged teeth. He wants to start removing teeth. That means my son now is a big boy. He's not even a baby. My son is now a big boy if he starts changing teeth. That means he can swallow bone like your daddy. Like Sasa. You know him farm inside here. That's his name. Another man who farm near him. Just go how many days? Go and be removing in cassava. Removing in cassava, just like that. Removing it and keep it just like that. You know, red eye. You know? Bad stomach. Maybe you would yet why him do like that first. You know? Then no harm. Thank God some people see him. Now him already knows him. That's why I tell only that they know he don't know where he's living. That's why I tell him now. We are going to market this morning, but let him try get where the man live for us. So that he will explain why him do like that. What makes him, what give him the mind to do like that. Hello. Sing Chao. Good morning to you. Today you have Mesco here. It's still your boy Mesco. We are at the market. We know it's raining season now. So we are at the market to pick some yam that you will plant. Me and Nono, the yam that we will plant in the farm. That is why we are at the market to pick the yam, to dry the yam, so that we can go back and start planting. Because yesterday night, much rain, there is raining yesterday night. So, and that is what we have been waiting for, the rain. And now the rain has fallen. So we are at the market to pick some yam so that we can go back and start planting. Start our farming. So let's go and see what we have there. What kind of yam and yam that will do us well in this raining time. Okay. Understand? So how are you guys doing? I hope you guys sleep well. Let's go, man. Chinchao. Non so dang sabi. I'm not so tự nhiên biết xin chào luôn. Good morning, man. Good morning. 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 Cái khu này là người ta bán gà cúng, đồ cúng chứ không phải là đồ để nấu ăn đâu ha. Cái khu này là người ta bán đồ cúng không à? Mình phải đi qua cái khu này. Are you sure they know sell honey around here? Okay. Okay, them roast the kanda. Ở cái khu này là chỗ người ta. Good morning, sir. Good morning, man. My wife, Alpha. If I, sir. Hey, what's up, the big? Chỗ này là người ta để làm da bò.
kiểu như bò người ta bán rồi cái còn da đó, người ta thui người ta làm như thế này. Good morning. Good morning. How are you? This one a cow tail. This one a cow tail. Wow. Kanda. I like kanda well well. Okay, like this one, brother Bill. How are you? Fine. Okay, came back here? Yes. You want to see my brother? Yes. No problem. Ciao. Aya. Good morning. We fine. Yeah. Mấy ông này vui quá hen, mà ổng làm gia đòi nè. And this kanda looks sweet though, Mac. I remember how you do the kanda. But they cannot buy for here. They are working for somebody. Okay. They are working for people to sell meat. After watching okay. It, now they will carry it to them. What of the cartel too? Yeah. Wow. If you want to buy it, you go to the front market. Okay, after him black like this, he okay now? After, if he do like this, he don't be okay. Mm. He didn't come for water, watch out. Cái anh này, anh đang nướng cái da bò nè. Mà nhìn cái lưng ông cứ gù lên cũng giống, hồi đừng nói vậy ha. Thì cũng cứ gù à. Okay, he got it, the kanda for the two doing. Okay. That is how others bring their own. So not that people clean it, have it. One, what if after them cut and do it finish, them cut some for they eat, they wouldn't know now? If not person will get, that person know long time business, he will know. Okay, we know it. Let's go our village, my own market. I see where we buy yam with my mom. That time them sell small yam for that our own village. For our market. That's how that is the road we follow going for. If we don't have a Mugawa on market, we see. Okay. What are you doing? Bread buns. Wow. I like to eat this one in market too. From Vietnam. Vietnam. Yes. Well done. I like this one very well. Good morning, ma'am. I like them. I don't dare 5 years. Yes. I was still there. Yes. Good morning. We fine. Between China and Thailand. Yes, I never was. Uncle says you look for good bread too. I pray for you. Wow. Nhà mình còn nhớ hôm bữa anh lại ngứa chân đi qua Nigeria đó, là có quay cái món bánh chiên với chả giò đồ ở chợ đó. Thì cái món mà cái cô này dắt cục đây là cái bánh tròn tròn mà anh lại ngứa chân ăn đó. Nhưng mà cái đó người ta làm ở chợ, còn cái này thì người ta làm số lượng nhiều để người ta bỏ mối luôn. Đây là cái lò bánh chung của cái huyện này luôn á. He said this one is good. This one is good for you. Okay, so here we make our bread. Bread, yeah. Wow. Yeah, I will come and learn work. I like them. Also, I am well and all like it. Okay. Okay.
company something. Thank you, sir. God bless, sir. Bye bye. Senior brother, what are you doing now? What are you doing now? Power. Power. What are you doing now? Die from me. My wife, well done. Well done. Yeah. Theo ông Cạp kể cái chỗ này là khi mà lão Phật gia mới đem mấy ổng về còn nhỏ chút xíu á, là ông Y Che rồi nó nghe hay tới đây mỗi lần người ta làm bò đó là lụm lặt mấy cái thịt dụng dằn xương nhỏ nhỏ đó người ta giục ra đó để đem về cho mẹ nấu đồ ăn. Thành ra là nguyên cái băng này là cũng trang lưới với nhau là làm cái công việc y vậy. Rồi bây giờ lớn lên, thành ra là thân thiết đi đâu là cũng chào hỏi la hét gì đó. Thành ra là mình cứ bước là gặp người chào, hai bước là gặp người chào. Đang gấp đi về để mua cái củ khoai mỡ mà người ta cứ níu kéo lại. Thậm chí là cái bác làm lò bánh mì hồi nãy là làm cái lò đó là từ hồi ông Cạp còn nhỏ tới bây giờ là mấy chục năm rồi đó. Mà vẫn còn cái lò y như vậy luôn. You have water. Do you have water? Do tình hình mấy cái vị thuốc của chị Thanh hôm bữa gửi á qua cái ông Cạp, ông uống với mẹ uống thấy ok quá, cái bắt đầu triển khai cho mấy người hàng xóm. Cái giờ ai cũng đồn lên nói là mẹ chồng nhiễm là có thể trị được bệnh lết bao tử. Đó giờ hết rồi không đủ, thành ra là chơi thêm cái bài mật ong với nghệ. Thành ra là em đi mua thêm mấy chai mật ong này về cho lão Phật gia, giống như gì hành thiện cứu đời. Nói vậy thôi chứ mẹ cũng bị lét bao tử thì mẹ uống cầm chừng vô cũng được. Tại vì hôm bữa mình thử thấy nó cũng rất là công hiệu. Nhưng mà không biết là mật ong thiệt với mật ong giả nó phân biệt như thế nào. Thì em chỉ có hai cái bí quyết em nghe giang hồ đồn. Một là thử bằng cái cọng hành thì em chưa thử bao giờ. Hai là lấy cái giọt mật ong nhiễu vô chai nước, nếu mà nó chìm xuống còn nguyên giọt chứng tỏ là mật ong thiệt. Em không biết có chính xác hay không, mình nghe đồn như vậy và đó là cách duy nhất em có thể thử ở đây. Còn nhà mình có cái cách nào mà hữu hiệu hơn thì drop cho em cái comment đi để mai mốt em đi mua, em còn có kinh nghiệm. Dự là cái này là sẽ mua dài dài đó, tại vì ở đây rất là nhiều người bị lét bao tử. Just small, okay. Oh, small, just small, small, okay, okay, okay. Okay, okay, honey. Honey. Okay, ba. Honey. Nó nhiễu vô nước nó còn y nguyên, nó không có bị tan nát. Với honey. Để coi nè. 65. Bữa quan. Hey, tomato we buy last time 4,000 for that side. So do we how much that rice? That is how much they are selling. My new 445 ma. Yeah, let's buy 5,000 ma. You will not eat inside me, just say. Tên nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội thôi. Bà mẹ thì chốt giá 5.500 không bớt, mà đứa con thì nghe ông Cạp trả 5.000 cái lấy bịch đựng vô. Vậy là hiểu rồi đó. Small, small. I love you too. That's why money will come now. You na bushman, you na evil. Thank you. Thank you. Bye bye. Mommy, thank you. I love you. You want to play that? You are my wife. Yes, I am.
Be that one. Bây giờ mấy ông đang mua mấy cái củ khoai mỡ giống. And this one we will cut and plant or keep one like this. No cut. Đáng lẽ bữa nay mình sẽ làm cái clip rất là dài, nhưng mà do mấy ông này ông nói là bây giờ cái củ này là một củ trồng xuống luôn vậy đó. Còn mình coi bên Lý Tư Thất thì người ta cắt cục cục ra để người ta trồng khoai tây á, thì mỗi một củ trồng được tới ra mấy cây luôn. Thì không biết là nhà mình ai có kinh nghiệm trồng mấy cái loại khoai bự bự như khoai mỡ như thế này, nhà mình drop comment cho mình nhím để mình nhím nói liền với mấy ông. Bây giờ là mấy ông đang dọn đất chuẩn bị trồng rồi để mà mấy ông chôn xuống rồi mắc công đào lên nữa. Thành ra là mình sẽ cắt clip ở đây hen. Nhà mình drop cái comment cho em để em ra em triển khai với mấy ổng liền, chứ em nghĩ là chôn một củ như thế này thì uổng quá, cứ một củ trồng ra một củ lấy gì đâu lời.